Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Ooh, bitch, I flare red raw. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với The Review. Và trước mắt các bạn đây là hai sản phẩm, đó là Oppo M5 và Redmi 5 Plus. Nếu như thoạt nhìn ở đây thì đố bạn biết đâu là Redmi 5 Plus và đâu là Oppo M5. Và rất là khó để phân biệt được hai sản phẩm này khi mà trước nó giống nhau đến 99.9%, giống như hai giọt nước vậy, và chỉ khác nhau một chút là phần cảm biến ở phần bên trên mà thôi, cũng như là phần giải loa. Và mình nói luôn, bên tay phải mình sẽ là Redmi 5 Plus và chiếc Oppo M5 này là bên tay trái. Và trong video này mình sẽ soạn cho bạn nhanh hai sản phẩm này. Khi mà chiếc Redmi 5 Plus ra mắt với mức giá khoảng tầm 4 triệu đồng, rõ ràng là một sự cạnh tranh rất lớn với chiếc Oppo M5 đang có mức giá khoảng tầm 7 triệu đồng. Và sự chênh lệch đó thì nó sẽ giải quyết vấn đề gì cho bạn, và bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào cho phù hợp với túi tiền của bạn nhất. Thì hãy cùng mình bắt đầu video ngay sau đây nhá. Đầu tiên thì mình sẽ đi đến về phần thiết kế. Đây là cái điểm mà rất là đáng chú ý giữa hai sản phẩm này. Ở phần mặt sau thì rõ ràng là mỗi một chiếc máy sẽ mang một cái phong cách thiết kế riêng. Chiếc Oppo M5 sẽ mang cái phong cách thiết kế thanh thoát hơn và nó sẽ phù hợp với các bạn nữ nhiều hơn là phải. Còn với Redmi 5 Plus thì có thể thấy là chiếc máy này có phần mạnh mẽ hơn, khi cái giải anten cắt ngang thì rất là thẳng và nó không được vát cong chữ U như trên Oppo M5. Cũng như là trên phần cảm biến vân tay thì bạn thấy rằng Oppo M5 được làm bằng hình bầu dục, còn trên Redmi 5 Plus là hình tròn. Và với Redmi 5 Plus thì do chiếc máy này có viên pin lớn hơn 4000 mAh và so với là 3300 mAh trên Oppo M5, nên tổng thể chiếc máy này sẽ nặng hơn một chút. Và vị trí camera trên hai sản phẩm này cũng khác nhau khá là nhiều. Trên Oppo M5 thì sẽ thiên về phần bên tay trái, còn trên Redmi 5 Plus thì sẽ là ở giữa. Tuy nhiên cả hai sản phẩm này thì camera sẽ khá là nhô lên cao một chút và nó sẽ được mạ thêm một cái viền CNC cắt bóng ở xung quanh. Đặc biệt thì khi mua hai sản phẩm này thì bạn sẽ được tặng kèm thêm một cái ốp lưng silicone trong suốt, cho nên là bạn không phải lo vấn đề là đặt máy xuống mà sẽ bị xước camera. Về các phần vị trí phím bấm các thứ thì mình sẽ không nói, thì mỗi sản phẩm sẽ có vị trí khác nhau. Tuy nhiên thì khi mà đưa lên sang ở cạnh thì chiếc Oppo M5 này có thêm một cái giải cắt CNC rất là sáng, và bạn ý rằng là khi mà nghiêng máy đi thì máy sẽ rất là, trông rất là sang trọng. Còn với Redmi 5 Plus thì hãng lại chăm chút hơn khi bạn chuyển cái giải cắt CNC này sang các vị trí như là phím bấm tăng giảm lượng và phím nguồn. Còn trên Oppo M5 thì ngược lại không có. Và quay trở lại phần mặt trước thì hai sản phẩm này đều có một cái màn hình tỷ lệ 18:9 rất là thịnh hành hiện nay. Nó rất là đẹp, và tuy nhiên thì bạn để ý kỹ một chút thì cái phần trên và phần dưới của Redmi 5 Plus nó sẽ dày hơn một chút, đặc biệt là phần dưới này. Có thể đây là một cái điểm mà nhà Xiaomi đã đánh mạnh vào để có thể bạn tì tay để chơi game cũng là giải trí xem phim. Và sau đây mình sẽ đi tới một số bức ảnh để các bạn có thể trải nghiệm về chất lượng màn hình của hai sản phẩm này. Trên cái bức ảnh bông hoa này, bạn thấy rằng cái tông trắng của trên chiếc Oppo M5 nó trong trẻo hơn và nó sắc hơn một chút trên cái tông trắng của trên Redmi 5 Plus. Sản phẩm của Xiaomi có lẽ là hơi thiên về tông vàng và ấm hơn một chút. Còn nếu bạn thích một sản phẩm có một màn hình chính xác thì chắc chắn là Oppo M5 sẽ vượt trội hơn khá là nhiều. Đây, bạn thấy rằng là cái tông trắng đã khác nhau rồi. Mình sẽ có một bức ảnh trắng tinh cho các bạn xem luôn. Đó, tông của trên sản phẩm của Xiaomi thì hơi ngả vàng một chút, bạn thấy rằng đục hơn. Và cái điểm mạnh của sản phẩm của Xiaomi là bạn buổi tối thì bạn xem phim, cơ thứ là đọc sách thì nó đỡ mỏi mắt hơn là cái tông ngắm xanh trên Oppo M5. Rồi, hình khác đi, hình cô gái đâu. Đây. Đó. Và cái phần chi tiết các thứ nữa thì trên Oppo M5 thì nó đẩy cái mức độ sáng lên khá là cao, và cái giải màu của nó cũng tốt hơn khá nhiều. Bạn thấy rằng cái chi tiết về bờ môi của cái chị này, cái chị Kim Soo Hyun này, cái bờ môi ở trên Oppo M5 nó rõ ràng đỏ hơn và đậm hơn khá là nhiều. Đó. Đó là một vài điểm khác biệt về phần màn hình của hai sản phẩm này thôi. Còn tất cả bạn trải nghiệm xem game, chơi game và giải trí xem video trên hai sản phẩm này đều rất là tuyệt. Và nó cũng là một màn hình là 6 inch trên chuẩn xác, và trên Redmi 5 Plus là 5.99 inch, và cả hai sản phẩm này đều cùng có độ phân giải là Full HD Plus. Đó là một cái độ phân giải rất thịnh hành trên các màn hình tỷ lệ 18:9 hiện nay. Và rõ ràng thì có thấy rằng với tầm giá chỉ tầm dưới 4 triệu đồng thôi thì do là Redmi 5 Plus vẫn rất đáng để sở hữu so với những thiết bị có giá tiền cao hơn như là trên Oppo M5 và Vivo hoặc là Huawei Nova hay gì đó. Rồi, về tiếp theo về phần camera thì đây là một điểm so sánh khá là khập khiễng rồi, khi mà camera trên Oppo M5 nó rõ ràng nó mạnh mẽ hơn với cái độ phân giải ở camera phía sau là 16 megapixel, và camera trước lên tới 20 megapixel, rõ ràng nó cao hơn rất là nhiều rồi. Đi kèm với đó thì bạn có khá là nhiều chế độ làm đẹp lên 7 cấp độ, còn trên Redmi 5 Plus chỉ là 3 chế độ beauty mà thôi. Bạn sẽ cả hai sản phẩm này bạn sẽ cùng có cái chế độ chuyên gia và chụp ảnh panorama giống nhau. Về phần khẩu độ thì Oppo M5 cũng nổi trội hơn với khẩu độ lớn hơn f2.0 so với f2.2 trên Redmi 5 Plus, nên tổng thể bức ảnh bạn thấy là nó sẽ thu lại nhiều sáng hơn. Về camera trước thì khỏi bàn rồi, tất nhiên Oppo M5 sẽ đẹp hơn và nó có nhiều chế độ làm đẹp hơn, có nhiều sticker và có nhiều cái để các bạn selfie để up lên Facebook thì sướng hơn. Nhưng mà nói tóm lại thì mình là một bạn nam thì bạn thấy rằng có camera trên Redmi 5 Plus vẫn đủ dùng rồi, cho nên những bạn nam mà dùng Redmi 5 Plus thì vẫn yên tâm về camera trên sản phẩm này.
Nếu mà nào mà hay đi tìm hiểu về mặt phần cứng thì có thể nhận ra rằng là hai sản phẩm này sẽ cùng một cái sử dụng cùng cái lõi là Cortex A53 và 8 lõi. Tuy nhiên xung nhịp sẽ khác nhau một chút, trên Redmi 5 Plus chỉ là 2GHz mà thôi. Còn trên chiếc Oppo 5 thì với con chip là Helio P23, xung nhịp của nó lên tới 2.5GHz. Tuy nhiên thì trên sản phẩm Redmi 5 Plus sẽ được cái trang bị cái card đồ họa Adreno 506, đem lại cái điểm đồ họa 3D thứ mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với cái card Mali G71 trên Oppo 5. Nên tổng thể để bạn chơi game Asphalt và Crossfire Legend hoặc Liên Quân Mobile hiện tại thì chắc chắn là nên chọn chiếc Redmi 5 Plus này để có thể trải nghiệm một cách tốt nhất. Còn chiếc Oppo 5 thì sẽ hướng tới đối tượng sử dụng nhẹ nhàng hơn để tác vụ đa nhiệm từ RAM 4GB và không có nhiều nhu cầu trải nghiệm quá nhiều về chơi game. Đó là về phần chia sẻ cả thực tế của mình về phần cứng của hai thiết bị này. Nói chung là mỗi chiếc máy sẽ có một điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Thì sau đây mình sẽ có một số lời khuyên cho các bạn. Đầu tiên là về chiếc Oppo 5 thì đây là một thương hiệu rõ ràng là lớn hơn so với Xiaomi khá nhiều. Ít nhất ở Việt Nam thì có rất nhiều người biết đến Oppo, còn Xiaomi thì cũng khá là lẫn, đặc biệt là những người mà trung tuổi một chút. Về chính sách bảo hành thì đây là chiếc máy có sản phẩm chính hãng và được bảo hành 12 tháng. Trong khi Redmi 5 Plus thì chưa có bản DigiWall được bảo hành chính hãng ở Việt Nam. Về phần chụp ảnh, chắc chắn là Oppo 5 mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Đi cùng đó là bạn sẽ có một hệ điều hành là ColorOS 3.2 trên nền tảng là Android 7.1 Nougat mới nhất, với rất nhiều tùy biến với tối ưu hệ thống. Máy sẽ có nhiều tính năng và giao diện khá là giống với iOS của Apple, như kiểu là vuốt lên thì bạn sẽ có một thanh control center ở đây, và bạn sẽ có Oppo Share để chia sẻ dữ liệu không dây. Một số tính năng vượt trội mà chỉ có trên Oppo 5 mà thôi, đó là tính năng Face ID, rất giống với Face ID để bảo mật và mở khóa khuôn mặt sẽ tốt hơn. Thì đấy là một số điểm mà đặc biệt trên chiếc Oppo 5 này, và giá của nó đang là 6.990.000 hiện tại hệ thống điện thông minh, với nhiều quà tặng, chương trình ưu đãi và chương trình giảm giá cho các bạn nữa. Còn về phần chiếc Redmi 5 Plus thì đây là một sản phẩm mà các bạn thấy rằng là nó không đánh mạnh về phần quảng cáo, nhưng cộng đồng của fan Xiaomi ở Việt Nam rất là mạnh mẽ và nó không kém gì Sky cả. Đặc biệt là trên Facebook thì bạn sẽ có một rất nhiều fanpage của Xiaomi, đó Xiaomi Việt này. Và đặc biệt với Redmi 5 Plus thì có cả fanpage riêng ở trên Facebook nữa, thì bạn có thể join vào để có thể gặp gỡ rất nhiều anh em, chia sẻ kinh nghiệm và thủ thuật khác nhau. Còn nói về chế độ bảo hành ấy, thì Redmi 5 Plus tuy là chưa có phiên bản DigiWall, nhưng hiện tại thì bạn mua máy tại dung thông minh vẫn được bảo hành tối thiểu là 12 tháng và được đổi mới trong 15 ngày đầu tiên sử dụng. Đặc biệt là khi bạn mua sẽ tự tay để bóc xì bóc hộp, vẫn rất là phấn khích đúng không? Và về phần cứng ra nó mạnh hơn nhiều rồi, bạn có thể thoải mái chơi game thứ. Bạn nào mà yêu cầu về chiếc máy có thể chơi những game như là Liên Quân Mobile, Crossfire Legend, Asphalt 8 thì chắc chắn là nên chọn Redmi 5 Plus. Đặc biệt là viên pin của nó lên tới 4000mAh, bạn có thể sử dụng liên tục khoảng tầm từ 1 đến 2 hoặc thậm chí là 3 ngày với các tác vụ cơ bản. Nó hợp với những ai vừa chắc chắn chơi game mà yêu cầu thời gian sử dụng pin nó tốt hơn. Và vừa rồi là video so sánh nhanh hai sản phẩm Redmi 5 Plus của Xiaomi và Oppo F5. Thì bạn có suy nghĩ gì về hai sản phẩm này khi mà mức giá của nó đang là 4 triệu đồng và 7 triệu đồng? Một mức giá chênh lệch khoảng tầm 3 triệu đồng so với hai sản phẩm có cùng một cái ngôn ngữ thiết kế màn hình 18:9 ở phía trước. Tuy nhiên thì sẽ có khá nhiều ưu và nhược điểm khác nhau mà mình đã nêu ở trong video rồi. Và nếu là bạn thì bạn sẽ chọn chiếc Redmi 5 Plus tiền ít hit thơm, hay là dư giả kinh tế để chọn Oppo F5 để selfie thứ đẹp hơn? Và hãy nêu quan điểm của mình ở phần vừa bình luận ở bên dưới video nhé. Và nếu video thấy hữu ích thì đừng quên like, share, subscribe kênh review của chúng mình. Và để tốt nhất thì bạn mời bạn qua tất cả các thể vụ dụng thông minh trên toàn quốc để trên tay bạn trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Còn giờ xin chào và hẹn lại các video lần sau.